Thời điểm chuyển giao mùa, từ xuân sang hè, có lẽ là lúc các tiệm vật làng đông khách nhất. Cân cho bác cái bộ chân ga này, xem bao cân để bác vào máy nữa. Nhưng mà đừng để nó chìm vào đâu nhé, để nó chìm vào đâu, chị không chính xác cân đâu. Chăn bông, áo rách, thảm các loại được người Hà Nội đem ra các tiệm giặt là để giặt sạch và cất đi cho mùa đông sang năm. Trong cả cái này lên 48,5, 485 ấy. Tiệm giặt là của chị Phương Hạnh nằm giữa khu tập thể Thành Công, nơi có mật độ người dân sinh sống khá đông. Cứ đến thời điểm này, những người khách của chị đa phần là khách quen, lại mang quần áo rét, chăn, ga, gối, ra giặt, khiến cho cửa hàng của chị lúc nào cũng chật cứng. Cân nằm 2 đi, tức là cái nào cân riêng cái đấy đi. Tí nữa 10 giờ nó về, thì là nó về, nó có thì tớ gọi cho. Thế chiều em lấy nhá. Ừ. Nhớ nhá. Ừ. Chiều em qua em lấy phải có cho, quan trọng là cái quần cho con da. Biết rồi. Nhá. Vào cái giữa vụ này cũng rất là đông. Nhất là quần áo mùa đông này này, cuối vụ, quần áo rét, quần chăn màn các thứ đấy. Rồi đồ len. Đồ len có những cái thứ bây giờ nó không giặt được ở nhà đâu, không giặt được nước ấy. Cứ dù đưa nước vào là bắt đầu nó co, với lại cả nó mất màu, với lại nó nhăn nhúm ấy. Thế là hầu như là bây giờ họ phải đi tiệm nhiều. Cái thời điểm mà trời ẩm ướt, trời nồm, ẩm ướt. Cho nên lúc đấy cũng đốc. Cháu gạch ngang số 1 này ghi ở dưới là ngày 14. Ghi số 14 gạch ngang ấy. Đấy, 14. Tức là ngày hôm nay nhận đấy. Bà cứ để cả túi cân, xong tí nó con dỡ cho bà túi sau nhá. Vâng, cân túi cho nó dễ. Xong tí nó con gửi lại bà túi. Của bác là 62.000. 62.000 trừ giảm cho bác. Ừ. Bà ơi, của bà có 50.000 thôi nhá. Ờ. Cứ gọi điện cho của bác. Bác là màu xanh cốm hả? Màu xanh cốm. Đến ngày ngày 23 mới được lấy à? Hôm nào nó có con gọi điện cho bác. Ờ. Vâng, có số điện thoại đây rồi ạ. Vì khối lượng giặt khá nhiều nên hầu như ngày nào cũng có xe qua trả đồ đã làm sạch và lấy đồ cần giặt mang về xưởng giặt là. Chỉ có ít người nên trong những ngày này, cửa hàng chị Hạnh luôn tất bật với các đơn hàng của khách. Khách đến giặt thì nhiều, nhưng không phải khách nào cũng đến lấy đúng hẹn. Nên đôi lúc chị cũng phải gọi điện giục mọi người qua lấy để có chỗ chứa đồ. Ừ, em à, đến lấy đồ cho chị với, chị chật quá không còn chỗ để, xong bây giờ để đống thì nó ẹp mất. Thế à? Ok. Hôm nay em mang đồ rồi đi cho. Không, em bảo mang đi. Dạo này nhiều hàng cho nên là họ về sớm. Cho nên đỡ cho nó ứ lại. Ừ. Không, thì từ giờ đến sáng mai nó lại mang đi sớm. Mà. Cho nên không sợ, biết lại ở đây mà lại thế nữa thì có mà hỏng hết rồi. Phải đảm bảo chứ. Chị gì ạ? Hợp. Chị Hợp, đúng rồi. Nhìn cái áo cũng nhận ra. Hai áo. Em cứ ghi ra đây, nếu mà xong em gọi điện chị nhá. Đây, để vào đây. Em còn cái gì nhỉ? Em còn một cái áo trắng ấy, có chữ Puma. À đây, đây, em lấy áo cho chị luôn. Đây. 1179, đúng không? Em Bình. Bình ơi. Vâng. 1179. Em xin. Đó. Còn cái kia hôm nào xong chị gọi nhá. Vâng, khi nào xong thì chị gọi cho em. Với lại em gửi thêm cái ga, lúc nãy cái ga giường ở đây. Đây, cái ga đây. Vâng.
Thế không phải khi nào xong tí nữa chị tính xong chị gửi vào Zalo cho em. Vâng, xong rồi có gì thì em sẽ chuyển khoản cho mọi khi. Cái thói quen của gia đình là thường cứ đến các khoảng lúc giao mùa thì đều giặt những cái món đồ đặc dụng như là chăn ga, gối đệm, những cái đồ dày mà máy giặt bình thường thông thường không giặt được, máy giặt tại gia đình không giặt được, và những cái đồ mà giặt tẩy hay là những cái đồ mà cần phải nâng tông màu hoặc là những cái đồ giặt vip thì nó sẽ khôi phục lại cái màu gần như là được 100% nguyên bản của cái màu của hàng hóa ban đầu hoặc là đồ giặt ban đầu. Vâng chị. Chị Thúy là khách quen của tiệm. Khi nào có nhu cầu, chị đều mang đồ ra đây để gửi giặt. Tôi giặt ở đây gần chục năm rồi, từ hồi ở nhà ở đây thấy cái cửa hàng này nó to mà giặt cũng nhanh. Ở nhà thì cái đợt vừa rồi nó nồm ẩm nhiều, nhưng tôi giặt ở nhà nó không được khô sạch sẽ. Với máy nó cũng không đảm bảo được cái cân nặng của trăm giày. Thế tôi đem ra đây để giặt cho nó đảm bảo được. Ở đây có cái đầy đủ các máy móc hiện đại đấy. Trong thời điểm giao mùa, những cỗ máy giặt là công nghiệp của các xưởng giặt là tại Hà Nội hầu như luôn phải chạy hết công suất để kịp giao đồ sạch cho khách hàng. Để tiện lợi cho khách hàng, giờ đây, ngoài hình thức kinh doanh truyền thống, nhiều cơ sở mở ra mô hình mới, đó là phục vụ khách ngay tại nhà. Cái này là của Tam Trinh, không có hóa đơn, để vào đi. Đây, cái này là của Bắc Bảy. Mấy cái đơn này là khách cần gấp để khách đi công tác nhé. Dạ. Hay là mang trả cho khách luôn, khách đang đợi nhé. Dạ, vâng, vâng. Cho anh gửi đồ nhé. Anh đợi em tí nhé. Anh mang đồ này đi tao làm hàng lại cho anh nhé. Ok, ok. Con còn cái gì không? Mấy cái vest của con thì có cần phải giặt luôn không? Không, từ hơn 20 năm nay, gia đình chị Yến đã luôn lựa chọn các dịch vụ giặt khô là hơi ngoài tiệm. Giờ đây, khi công việc bận rộn hơn, chị quyết định chọn phương thức trao đổi đồ giặt là ngay tại nhà cho thuận tiện. Cái này phải giặt đấy con này. Này treo vào đây này, chưa. Chắc là chị định treo nhầm này. Để mẹ mẹ để mẹ tìm luôn mấy cái vest nhá. Chứ không, cái này nó ố hết cả cổ. Alo, em đến chưa? Ừ, bao nhiêu phút nữa em đến? Ừ, thế đây chờ bạn gái bạn ấy xuống bạn đưa cho em nhé. Ok. Cách đây khoảng 3-40 năm đấy. Cũng từ những năm 80 mấy chẳng hạn là mình đã phải tự làm tất cả những cái việc trong nhà rồi. Và gần như là việc mà giặt chăn này và quần áo giày mùa đông là nó là một cái rất ấn tượng, rất là kinh khủng đối với lại chắc là tất cả phụ nữ cái thời kỳ đó. Cho đến khi mà có giặt lá ấy, hoặc là có máy giặt thì mình cũng thấy là mình nhàn hơn là rất nhiều, nhưng mà đến khi công việc của mình hoặc là rất là nhiều những cái sự bận rộn trong nhà mà ai cũng có việc riêng ấy, thì cái việc mà lựa chọn cái giặt là này nó chăm sóc được những cái sản phẩm mà mình nghĩ là kể cả có máy giặt rồi là mình cũng không thể làm được. Cách đây khoảng tầm 20 mấy năm ở khu phố nhà mình là có một hàng giặt là thôi, công nghiệp thôi, và cứ đến mùa đông là họ cũng quá tải ấy.
mình cũng phải ngồi chờ rồi đến lượt mình, hoặc là mình chờ để đến lúc mà họ đỡ cái quá tải đi mình mới được mang đồ ra để gửi họ giặt. Thế nhưng mà bây giờ thì cái dịch vụ này nó tiện lợi hơn rất là nhiều. Các bên khác thì mình thấy có một cái giới hạn, ví dụ 8 giờ tối là có thể nhận hoặc là trả hàng là muộn nhất. Đấy, mình nhớ là như thế, cách đây khoảng chục năm. Thế nhưng mà bên này thì mình thấy là có những hôm muộn lắm rồi mà ngày hôm sau mình cần một cái áo vest hoặc là một cái đồ áo dài ấy, mình cần đi sự kiện ngay, thì gọi bạn bên dịch vụ bạn vẫn cứ rất là cố gắng là tầm 7 rưỡi, 8 giờ vẫn đến nhận cho mình, hoặc là trả hàng muộn hơn cho mình khi mình cũng bận không về nhận được ấy. Của em là một áo khoác, 3 vest và 2 áo sơ mi. Dạ vâng vâng, chị đấy em Vân Đường. Xin tên ạ. Đặng Lê. Ở đây vậy. Cho em gửi đồ hôm trước mình gửi giặt đấy ạ. Em cảm ơn ạ. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Giặt là công nghiệp giờ đây không còn xa lạ với người dân thành thị, nhất là vào những thời điểm giao mùa. Và cho dù chọn phương thức giặt là truyền thống hay hiện đại, thì đó cũng là sự lựa chọn đem lại sự tiện lợi và tiết kiệm thời gian cho người dân trong cuộc sống mỗi ngày ở đô thị. Mình lựa chọn là bởi vì cái sự tiện lợi là tại nhà và nhiều thời gian linh hoạt cho mình lựa chọn nhiều hơn. Xưởng nhà mình thì giặt đẹp lắm, nhất là đồ trắng đẹp lắm. Cho nên là cứ đi về chính khách bảo là quần áo đưa lên xưởng cứ như là đi spa ấy, về lại như mới.